Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn nha. Thì chiều nay mình vô nhà cô Năm để xin rau muống về xào tỏi. Giờ mình đi ra cặp trong nhà của cô Năm để mình cắt nè. Cô Năm có cầm dao rồi hả cô Năm? Đi. Cô Năm có tàu trồng nhiều rau muống lắm. Đây cái vườn rau muống của cô Năm nè. Bữa hổm cô Năm có bơm bùn. Rồi cô mua hột về cô giải mà lên quá trời luôn nè. Có 1 ký mấy hột rau muống à mà lên hôm nay cô Năm cô cắt cô cho hết cả xóm luôn á. Cô cho chị Hồng, cho chị Lệ, rồi cho nhà mình ăn cũng nhiều lắm rồi. Mà lúc nó còn non còn nhỏ nhỏ của hổm là cô bắt đầu cho rồi á. Đây cô Năm mình rau muống quá trời luôn, nối dài ra tới sau nhà luôn, nguyên một bào luôn, cô cho ăn đã luôn á. Đây cái vườn rau muống nè, giờ cô Năm có đang cứ cắt cho nè. Sáng nay cô cắt cho chị Hồng nữa. Nhìn thấy mê luôn á. Rau muống nè mà cô Năm hôm nay cắt bán là nhiều dữ lắm luôn rồi. Bữa nay có số trời nắng với nước mặn nhiều quá, cái có số nó cũng bò nó già. Quá trời luôn. Cái rau muống đợt 1 á, mình ăn nó cũng ngon, đợt 2 còn ngon hơn nữa, nó chia lên nhiều á. Chú sáp lên như năm có 1 lần à. Lâu lắm mới già. Dạ. Mà cái vụ nó cũng nhiều nải, cô Năm con thấy được 4 nải á. Chắc được rồi cô Năm ơi. À cho chị Hồng Viên nữa. Quá trời luôn. Hôm nay em cũng ăn mấy lần rồi, sáng này nấu canh chua. Chị Năm cho con 2 lần rồi phải không? Lần. Lần hả? Cô Năm hôm nay cô đi vườn cô làm cỏ chặt lá nên cô ít có nhà lắm. Không có nhà cứ qua cắt à. Đã ghê luôn á. Ồ kìa. Cái này xào tỏi hả mẹ? Này xào tỏi. Nó đem cái nhánh hai bên mềm. Cô Năm có nuôi vịt nữa nên mấy cọng nào già cái cổ cho vịt ăn hết. Khỏi sắc mà nó ăn hết được cọng luôn rồi. Ừ, ngon ha. Công nhận cái 1 ký hột rau muống mà nó lên thiệt đã ghê không? Mưa xuống cái cô rải tiếp bên kia. Ở phía kia này con thấy cô rải cũng lên rồi đó. Cái này bùn mới bơm lên đó. Không có tưới luôn. Nứt đất ra nè. Bị bùn nó ướt á. Thấy hàm ghê luôn. Anh Thái anh khoái cái món này dữ lắm luôn á. Món rau muống xào với luộc. Mà anh Thái thì anh thích đồ luộc hơn. Rồi được chưa. Đây nguyên một dãy luôn nè. Ở bên hông nhà bên kia cô Năm cũng có nữa. Bởi giờ nhà cô Năm là ăn rau muống thoải mái luôn á. Đây giờ mình đi vô nè. Cái đất này dựng năm vẫn bơm bùn lên á nên là mình giải cái hộp rau muống nó lên dữ lắm. Còn hồi xưa ở ngoài vườn của mình thì mẹ đi xin rau muống đỏ về cái cấy. Nhưng mà rau muống đỏ thì mình ăn thời gian à. Nó sống ở dưới mương dưới nước nhiều hơn, còn rau muống trắng này nó sống trên bờ. Được á. Dạ. Cô Năm cũng có cái vàng lá sâm nè, bữa nào mình xin cô Năm để làm nước lá sâm uống. Dò ra cái mình nắng nước cốt á, ăn với nước đá mát lắm á. Lá sâm đó bữa con đi lên đường trên Thành An con thấy người ta bán 70.000 ký lá á. Hả, 1 ký nhiều nhưng mà mắc. Nguyên cái vàng lá sâm đu đưa nè. Hồi xưa nghe đây là vàng bông thiên lý mà giờ thiên lý nó chết thì còn lá sâm không à. À. Hai cái tàu lá này là dò ăn mệt xỉu luôn á. Đó, đu đưa nè. Hết Tết rồi mà bông nhà cô Năm vẫn còn tươi quá trời luôn nè. Rỡ lên cô rải. Mai của cô Năm bứng về nè, tỉnh hết chưa? Tỉnh hết rồi. Mà nắng quá không dám dở ra. Ừ. Để ra mưa dám dở. Cái này là màu cam đậm, còn bữa nhà cô Năm là màu vàng lợt hơn. Quá trời đẹp luôn nè. Ở trong cái lùm lá này là nguyên cái vàng mai bữa Dượng Năm bứng về á. Mai mốt Dượng Năm Dượng mở lá ra cái mình quay cho cả nhà cùng xem.
nguyên một cái vàng mai khủng luôn. Giờ thì còn nắng nên là Dương Nam vẫn chưa có mở ra được. Cây dừa này cắt hết trái hiện giờ nó ra non trở lại cũng nhiều quá cô Nam. Sai quá trời sai luôn nè. Nhỏ trái một chút. Để uống. Giờ buổi chiều đây gió làm như ngoài bãi biển á. Nhà cô Năm đây mở tấm lưới này ra cái nhìn sáng quá ha. Bữa hôm đó tại vì anh thấy nuôi gà nhiều á, cái cô Năm cố che lưới để cho nó đựng vô nhà, mà nay hết gà bớt rồi cái cổ mở ra nhìn nhà sáng ghê không. Trời cô Năm cây ớt trúng mùa luôn rồi cô Năm ơi, quá trời luôn. Ớt nó cay dữ lắm nha. Dạ ớt này ớt cay, ớt tím mà. Mà cái ớt này bị thiếu nước nè cô Năm, cái trái nó quắn quắn nó không bự. Bởi cô Năm cô để dành cho con dâu mà giờ bị sâu hết trơn rồi. Đây được ba trái này cũng sâu, anh thấy anh bùng nè, đâu có sâu uống. Trái nào nó để dành cho con dâu là bị sâu tiêu. Hôm nào này đâu có sâu. Kỳ cục thiệt. Sâu. Sâu. Anh thấy anh ôi, cặp nè. Này ba trái luôn nè, chùm này nè. Ờ cái thì kia trái bự không mà sâu hết trơn. Bị Việt Nam mình không cho sự thuốc. Bữa sạch á. Cây này xanh ghê, nước mặn mà tốt ghê luôn á. Việt Nam làm giống túp lều lý tưởng quá em. Mai đâm chồi lú ra ngoài luôn rồi nè. Mình nhìn xuyên vô đây nè, mình thấy quá trời gốc mai luôn nè đó. Giờ mình đi qua bên hông nhà coi rau muống mới của cô Năm. À có vú sữa nữa. Cô Năm nói vú sữa để dành cho con dâu, đừng làm giống mẹ con nha. Nói vừa để dành cho con rể. À, nó về nó uống là ba của con Thịnh á. Ai ngờ tới ngày nó về nó rụng sạch. Mà vú sữa này chắc không sao, vú sữa này thì mùa nắng chứ vô mùa mưa là nó bị dòi à. Chắc tới đó không biết chỉ về kịp không à. Này cô Năm để dành cho con dâu với con rể của cổ nè. Với cháu ngoại. Năm đầu tiên cây vú sữa có trái luôn nè. Đó. Chưa ai ăn một trái nào luôn nha. Cây vú sữa chờ con cháu của cô Năm. Ừ, thấy mê thiệt á, con ở đây con còn mê, ngày nào con cũng đứng bên bờ bên kia con nhìn qua đây hết á. Cây vú sữa này cái giống khác với chị Hồng. Vú sữa này giống như nó có trái nó bò theo cái nhánh đó, nó dài dài ra nè, người ta kêu bằng vú sữa dây hay gì á. Ăn nó ngọt hơn mà trái nó không có tròn, nó hơi dài dài nè. Đây, quá trời trái luôn. Mà vú sữa này á, cái trái nó bự nữa, làm như dưỡng nấm mới bồi bùng á, nên là nó có chất dinh dưỡng nhiều nè, cái trái nó bự ghê luôn á. Đây cái cây vú sữa cô Năm thì nó lùn lắm, nên là mình đứng ở dưới đất nè, mình phải bò bò vô đây mình mới thấy được nè, nó nhiều lắm, nó nằm dài ở trên mặt đất luôn á. Đó, vú sữa dày. Dựng Năm vẫn cũng tỉa rau muống nè, nhưng mà rau muống này còn nhỏ. Tại vì nắng nó cũng khô nên là Dựng Năm tỉa xuống kẻ luôn. Đây Dựng Năm vẫn làm giống như cái công viên người ta trồng cỏ à. Vẫn tỉa xuống mấy kẻ nè, nhưng mà bên đây thì có gà nên là nó ăn hết ít rồi, nhưng lên không đều. Ở cái nhánh này quá trời mà nó còn nhỏ. Cái này chắc cỡ tháng hơn nữa mới ăn được, tại vì cái này nó mới ra. Cái cây vú sữa cô Năm nó chia làm hai đợt, một bên nó thì trái to rồi nè, bên này trái nhỏ nè, bên này mới đậu à. Ôi cây cherry cô Năm đã chín đỏ cây nữa rồi. Trái nhỏ nhiều lắm rồi nha, cặp cây trái nhỏ nè.
Ồ ôi chín quá trời luôn nè. Vừa to vừa nhỏ. Ồ ôi đã ghê không? Cái này ăn ngang chứ không có chừa dâu rễ gì nữa. Cô Năm cổ lấy cái cherry này cổ ngâm với đường á, lên men tự nhiên á, mình uống nó tiêu quá tốt lắm á. Cổ làm được mấy hũ vậy á, mà cổ cho thằng Thịnh nữa ăn nhiều lắm. Có một cây vậy thôi mà sao hái nhiều tới mùa, hái nhiều dữ lắm. Nhiều trời ơi trái nè, nó còn nhỏ lắm, giống như cái trái cherry luôn á. Nào nó lớn mới chín là từng thấy... từng đợt. Ồ, yeah. Coi bông là trắng hết rồi nè. Cô Năm cho con trái à? Mình nhìn kỹ ha, nó đậu làm như trứng cá vậy. Mà thí dụ như cô Năm mà tới chừng nó chín nè, sáng hái chiều hái. Ừ. Mình đứng gần vô á mới thấy nó nhiều nha. Nè. Ở trong nhà cô Năm có cho mấy cây á, giờ cũng có bông rồi, mà lác đác à chứ chưa có nhiều như của cô Năm. Tại cây này nó lâu đời vậy. Đây cô Năm có nuôi vịt. Ồ hàng giả đá nhau hay vậy? Đó chị, bố con vịt mái luôn hả? Đang con vịt mái nè. Đây con à, con bố vịt mái chín đấu. Ồ cô Năm nuôi nó vô đây hả? Ừ. Nó thấy cưng dữ hả? Con nó ra vô vậy? À nó cũng như có cửa đi ra đi vô. Ừ, con vịt đó là khác nha, vịt đó vịt đẻ bắt bỏ luôn á. Trời ơi, bà vịt của cô Năm nuôi nè, thấy thương quá à. Ủa, em nhớ chị có một chỗ con sim mà phải không? 12 con sim. 15 con. Cái này lớn hết rồi, có con nào đẻ chưa nè? Chưa. Có con âm đó chị. Cô nuôi ở đây nhìn đã quá mẹ. Ừ. Nhỏ gọn ha. Mà sao có cái con vịt rằn có màu mọ kỳ chứ. Vịt rằn làm như cái trống này ha. Ủa cô vịt rằn cô nuôi hồi nào mà cô... Mẹ ăn cho á, mẹ ăn cho 5 con á. Trời ơi. 5 con mà cái màu mẹ đâu có cái màu kỳ vậy? 5 con mà sao nay bự quá trời của mẹ con không bằng vậy quá. Đâu bạn? Ừ. Để con dâu về kịp không? À dư được mà. À để dịch mình nuôi già càng ngon chứ nè. Ừ, mà cái này chưa. Tại vì nay tháng 2 rồi, chỉ tháng 3 tháng 4 thì chỉ về rồi là kịp à. Ừ. Nãy giờ mình đi một vòng tham quan vườn nhà cô Năm. Mình xin rau về ăn được ngày mai luôn á. Nhà mình nhà mẹ luôn. Thì clip của mình cũng hết rồi, hẹn gặp lại cả nhà nha. Mốt mình sẽ tiếp tục quay cây vú sữa cho cả nhà cùng xem.